Vâng, xin kính chào các anh em. Nãy mình xin quay lại một trận đấu giải đấu cúp thế giới mà mình vừa mới tham gia. Thì ở đây là đội mình đã đánh 10 trận và đạt được 27 sao rồi, tương ứng với là gần 3 sao một trận đấy. Đội bạn là hiện tại là vẫn chưa tham chiến bên mình nhiều, mới đánh 7 trận và được 7 sao. Thì mình đang đứng vị trí thứ tư. Nhà mình hiện tại đang đứng ở vị trí thứ tư. Thì mình đã đánh nhà ở vị trí thứ tư 3 sao. Và vị trí thứ ba Thiếu Lâm Tự này cũng đã đánh nhà đội bạn 3 sao. Thì bây giờ mình sẽ xin quay lại cho các bạn xem vị trí đánh và sử dụng combo đánh như thế nào để mình đạt 3 sao dễ dàng nha. Thì mình sẽ do thám cho các bạn xem nhà thứ tư của đội bạn. Trước tiên thì mình nhìn thấy là nhà này đã mắc lever, nhưng mà cũng chưa phải mạnh lắm. Nhà chính mắc lever 12 nhưng mà mới được có 2 sao thôi. 5 sao là mạnh nhất nha các bạn. Thì thực ra nếu mà nhà chính này 5 sao thì trận đấu này thì mình chắc chắn mình cũng sẽ đạt được 3 sao. Tại vì nhà này thiết kế rất dễ. Ở một điểm là đặt hai cái máy thổi khí này nó quay về một hướng. Thì mình sử dụng dòng điện đánh nhà này thì sẽ không bị nhà thổi khí thổi, tại vì nó quay về một hướng góc 3 giờ này thì thực sự là nó rất yếu. Mình có thể đánh ngay góc 11 giờ. Mình sẽ phát lại cho các bạn xem. Mình sử dụng là 9 con rồng điện và 2 con balon thôi. Mình sử dụng nhiều bình đóng băng nha. Sử dụng tới 7 bình đóng băng để đóng băng thoải mái. Các bạn nên đóng băng cái máy đẩy bàng này, vì máy đẩy bàng này nó khá là mạnh. Mình có bình đóng băng nhiều cho nên mình cứ đóng thoải mái những cái mà tháp hỏa ngục và tháp máy đẩy bàng, tránh cái sát thương vũ trang của đội bạn. Đây, các bạn thấy đó, sau khi mà mình không bị thổi khí thì những con rồng điện này thoải mái đi vào. Khi mà các bạn đánh rồng điện này nó rất mạnh nhưng mà nó di chuyển rất chậm, mà nó còn bị thổi máy thổi khí thổi này thì coi như là tác dụng của nó rất là yếu. Thế cho nên các bạn nên né cái máy thổi khí ra là đầu tiên. Máy thổi khí là cái máy mà nó sẽ khiến cho những con rồng điện này nó mất cái tốc độ di chuyển, nên nó di chuyển lại cái là máy thổi khí thổi thì coi như bằng không. Trận đấu của mình khá là dễ dàng. Kết thúc ở kết quả là mình giành được 3 sao. Mình xin quay thêm cái trận đấu của anh Thiếu Lâm Tự đứng ở vị trí thứ 3 đánh nhà 3 đối diện. Mình sẽ do thám trước cho các bạn xem. Thì đối với nhà này thì cấp độ 12 của nó đã là 4 sao. 4 sao đó là gần max level rồi nha. Nhà này khá là mạnh, nhưng mà hai cái máy thổi khí thì nó đặt ở vị trí này để xem mà anh Thiếu Lâm Tự này sử dụng combo tướng gì nha. Cũng sử dụng gần giống mình là 8 con rồng điện và 8 con ba lon. Thì anh cũng đánh từ góc 11 giờ, tại vì ở góc này sẽ không bị máy thổi khí nó thổi. Anh thả một số ba lon trước để đặt vào vị trí đó nha. Mình dẹp đường bớt cho những con rồng điện mình thả tiếp theo nó đi vào nhanh hơn. Thì sau khi mà thả như vậy thì mình đã dẹp được khá là nhiều. Anh này thì anh sử dụng bình đóng băng có vẻ hơi chậm. Vào vị trí này thì đã bị cái mà bẫy lốc xoáy nó làm chậm quá trình sát thương của quân đội của mình đi một lúc rồi. Nhưng mà
đội quân của anh quá mạnh. Đại quản giáo cũng đã đạt được level 30. Nữ hoàng cung thủ cũng đã đạt được level 57 là gần maximum rồi. Thế cho nên là anh cũng khá dễ dàng trong cái việc mà đạt được 3 sao ở nhà này. Thì thực ra cái vấn đề 3 sao ở nhà cấp độ 12 gần maximum này thì cũng tương đối là dễ thôi. Nhưng mà hôm nay mình xin quay lại để các bạn có thể là nghiên cứu về những combo mà đội của mình hay xài. Vâng. Và cuối cùng anh Thiếu Lâm Tự cũng đã đạt được 3 sao rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Xin hẹn gặp lại.